hôm nay tới cái phẩm thứ 8 nói về đốn và tiệm. Khi đó tổ sư ở Tàu Khê tại chùa Bảo Lâm, còn Thành Tú đại sư thì ở Kinh Nam chùa Ngọc Tuyền. Bây giờ hai tông thạnh quá, người đều gọi là Nam Năng Bắc Tú, cho nên có Nam Bắc hai tông đốn tiệm chia ra. Mà người học á không có biết cái tông thú, người học thì họ không có hiểu được cái đường lối đốn tiệm như thế nào. Tổ mới bảo chúng rằng pháp vốn không vốn một tông, người có Nam Bắc, pháp tức là một thứ, thấy có mau và chậm. Sao gọi là đốn tiệm? Pháp vốn không có đốn tiệm, người có lợi căn động căn, cho nên gọi là đốn tiệm. Xong, đồ đệ của ngài Thành Tú thường thường chê Nam Tông, tổ sư Nam Tông tức là tổ Huệ Năng là không biết một chữ, có cái gì hay. Nghĩa là luôn luôn là đệ tử của ngài Thành Tú, nhất là dưới ngài Thành Tú có người đệ tử lớn là Phổ Tịch đó. Ông sư đó thì ông lầm lè muốn làm tổ thứ 7, cho nên ông có đẩy thầy ông lên làm tổ thứ 6, mà thầy ông thì không có được truyền y bát, cho nên ông bực bội. Ông kiếm chuyện, ông nói ngài Huệ Năng là dốt, mà biết cái gì, có gì hay. Thầy ông là giỏi, thông minh, trí tuệ, mới là hay, xứng đáng làm tổ. Do cái nghĩa đó cho nên mới sinh ra sự tranh chấp. Tranh chấp không phải người lớn tranh chấp, mà đó là đồ đệ ở dưới tranh chấp. Thì quý vị thấy, về tông thú, tức tu hành, nó không có chia ra làm hai, không có chia Nam, chia Bắc, chia đốn tiệm. Đốn là nhanh, tiệm là chậm, thứ lớp á. Nhưng mà sở dĩ có thứ lớp tại sao? Tại vì cái căn cơ của người, cái người thông minh nghe ít hiểu nhiều, còn cái người tối tâm nghe nhiều hiểu ít. Mà nghe nhiều hiểu ít thì tu phải từ từ, phải không? Phải từ thấp mò lên lần lần. Còn cái người thông minh thì nghe liền hiểu, mà hiểu liền ứng dụng được thì đâu có từ từ. Vì vậy cho nên nói là căn cơ lợi và độn. Lợi căn thì tu nó nhanh, tiến nó nhanh cho nên gọi là đốn. Còn độn căn thì chậm cho nên gọi là tiệm. Đốn tiệm có chia ra là tại căn cơ người, chứ không phải là tại cái pháp có chia như vậy. Thành Tú nói rằng kia tức là chỉ cho tổ Huệ Năng là được cái trí vô sư, là thâm ngộ được cái pháp thượng thừa. Tôi không có bằng vậy. Chính ngài Thành Tú ngài cũng tự nhận nói rằng tổ Huệ Năng đó là được cái trí vô sư, thâm ngộ được cái pháp thượng thừa, chính ngài Thành Tú không có bằng được. Giả lại thầy tôi là Ngũ Tổ, chính ngài truyền y pháp, há lại xuân ư đồ duyên, há là truyền xuân ư. Ngài cả chánh như vậy đó, mà đồ đệ dưới cũng vẫn có kinh nghiệm mà chia rẽ khinh chê đó. Đó là ngài nói như vậy thì thấy thiệt ngài Thành Tú rất tốt. Đó là đối với tổ Huệ Năng thì ngài nói rằng tổ Huệ Năng được cái trí vô sư, còn tôi học nhiều nhưng mà trí hữu sư. Tổ Huệ Năng thì ngài đã thâm ngộ được pháp đại thừa thượng thừa, mà chính thầy của tôi á truyền y pháp cho tổ Huệ Năng thì đâu phải là cái chuyện nói xuống hay truyền xuống. Thì như vậy để thấy rằng cái ông thầy ông hết sức là hiểu, mà học trò ở dưới vì cái ngô ngã mà nó xâm chuyện. Tôi hận không có thể đi xa để mà thân cận học hỏi, luống thọ cái anh của quốc vương. Vậy thì các ông những người mà không có nên mắc kẹt ở đây, tức là không nên vì cái ngưng trệ ở đây, nên đến Tàu Khê mà thưa hỏi đi. Thì như vậy thì quá tốt rồi, phải không?
theo quý vị nghĩ Tổ Thành Tú sánh như bây giờ đó thì người bây giờ có bì nổi ngài không? Có ai dám xúi học trò đi chỗ khác học không? Hay là thôi ở đây tôi dạy cho, người đi đâu làm chi, phải không? Ở đây là đủ rồi, đi chỗ khác làm chi, bỏ thầy đi là bất hiếu bất nghĩa, có tội, phải không? Chứ không bao giờ dám xúi đi. Nhưng mà trái lại, chính ngài Thành Tú sai học trò, thôi đừng có mắc kẹt ở đây, mỗi người nên tới đó để thưa hỏi. Một hôm ngài sai đệ tử là Chí Thành rằng: ông thông minh nhiều trí, nên vì tôi mà đến Tàu Khê để nghe pháp, nếu có cái gì nghe được thì hết lòng ghi lấy, trở về đây nói cho tôi nghe. Như vậy thì quá tốt rồi. Ngài Chí Thành vâng dạy, vâng mạng, đến Tàu Khê liền theo chúng để mà tham thỉnh, không có thưa từ đâu đến, bất ngôn lai xứ, tức là không có thưa từ đâu đến. Khi đó Lục Tổ ngài bảo chúng rằng: ngày nay có người ăn trộm pháp. Ngài vô mà không có trình, không có xin gì hết, ngài cứ theo chúng rồi vô học đại thôi. Thì Lục Tổ ngài lên pháp tòa, ngài nói: ngày nay có người ăn trộm pháp đương ảnh ở trong hội này. Thì ngài Chí Thành không biết thanh rồi, cho nên ông liền đi ra lễ bái và thưa đầy đủ cái việc của ông. Thì Tổ bảo: ông từ Ngọc Tuyền lại nên là kẻ ăn trộm. Thì ngài Chí Thành đáp: không phải. Tổ bảo: sao được không phải? Thì ngài Chí Thành thưa: nếu chưa nói là phải, mà đã thưa rồi thì không phải. Tôi tới rồi tôi làm thân đó là tôi ăn trộm, phải không? Bây giờ tôi thưa tôi trình rồi đâu còn ăn trộm nữa. Nói rõ vậy. Tỏ bảo: thầy ông dùng cái gì mà chỉ dạy chúng? Thì Chí Thành thưa rằng: thường chỉ dạy đại chúng trụ tâm quán tịnh, thường ngồi chẳng nằm. Trụ tâm quán tịnh, thường ngồi chẳng nằm, hai cái đó. Trụ tâm quán tịnh tức là trụ tâm lại, mình nhìn thấy cái chỗ lặng lẽ đó đó, nhìn thấy cái chỗ lặng lẽ đó là trụ tâm quán tịnh, và thường ngồi thiền chứ đừng có nằm. Tổ bảo: trụ tâm quán tịnh là bệnh chứ không phải thiền. Thường câu chấp cái thân, ngồi thường ngồi đó là câu chấp nơi thân, đối với lý có lẽ gì, hãy lắng nghe bài kệ tôi đây. Xâm lai tọa bất ngoạ, tử khứ ngoạ bất tọa, nguyên thị chú cốt đầu, hà vi lập công khóa. Khi sống thì ngồi không có nằm, đó là nói thường ngồi không nằm đó. Khi chết thì nằm mãi không ngồi. Có người nào chết thì ngồi vậy không? Thì khi sống bắt ngồi thiền hoài không chắc nằm, tới từng chết nằm luôn không ngồi. Thì như vậy, như vậy thì giống là một cái đầu xương thúi. Thì vì sao lấy cái gì mà lập công khóa? Hà vi vì sao mà lập công khóa? Thì nằm và ngồi chẳng qua cái xương sống mà dựng đứng lên, hay là cho nó nằm ngã xuống, phải không? Dựng lên thì gọi là ngồi, mà nằm xuống, buông xuống thì gọi là nằm. Như vậy nằm ngồi chẳng qua là một cái xương thôi, cái vốn là một cái xương thúi. Dựng nó lên thì gọi là ngồi, để xuống là nằm, đó là cái hình thức, chứ nó có gì quan trọng. Mà lấy cái đó làm cái công phu tu hành thì đó là sai rồi. Tu hành là chỗ nào nữa kìa, chứ không phải cái hình thức đó. Nhưng mà bây giờ thì thấy cái hình thức đó mà ai mà ngồi được nhiều thì sẽ hạn ngán lắm, phải không? Vì vậy cho nên ở trong đây tuy nhiên dạy tu thiền mà ngồi tới 2 giờ thôi chứ không dạy, chứ không phải cho ngồi hoài, nghĩa là ngồi tối đa là 2 giờ rồi xả. Bởi vì chúng ta tu cũng có một chút ít công khóa chừng mực, nhưng mà thiệt ra cái chủ tâm là làm sao ngộ được đạo, chứ không phải lấy cái ngồi làm cái sở trường. Ngài Chí Thành lại lễ bái thưa rằng:
đệ tử ở chỗ đại sư Thành Tú học đạo 9 năm mà không được khế ngộ. Ngày nay nghe hòa thượng chỉ nói một bài kệ liền khế ngộ được bổn tâm. Đệ tử cái là việc sanh tử là việc lớn, hòa thượng xin vì lòng đại bi lại vì chỉ dạy. Tổ bảo tôi nghe thầy ông dạy học học nhân về giới định huệ, cái pháp giới định huệ, chưa biết thầy ông nói giới định huệ cái hành tướng như thế nào, ông vì tôi mà nói xem. Chí Thành thưa rằng đại sư Thành Tú nói các cái điều ác chớ làm thì gọi đó là giới, các điều thiện vân làm đó gọi là huệ, tự tịnh cái ý của mình gọi đó là định. Ngài Thành Tú nói như thế chưa biết hòa thượng lấy pháp gì giải người. Thành bây giờ thường thường cái phái bằng chỉ nho đó, chúng ta thấy trong đó có mấy câu: chư ác mạt pháp, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nó vốn cái câu kệ đó, nói của Đức Phật, Phật gì, Phật Ca Diếp, Phật nào đó. Nghĩa là thường lấy cái đó làm cái gốc. Thì như vậy thì Ngài Thành Tú Ngài cũng dạy chư ác mạt pháp đó là giới, chúng thiện phụng hành đó là huệ. Bởi vì trí huệ cho nên mới biết điều thiện mà làm. Tự tịnh kỳ ý đó là định, giới định huệ là ba câu đó. Thì chư Phật giáo đó là cái lời nói chung của chư Phật, là dạy chung của chư Phật. Thì đây lục tổ Ngài mới dạy khác. Tổ bảo tôi nếu nói có pháp để cho người đó, tức là nói dối ông. Tôi nếu mà nói có pháp cho người là nói dối ông. Bởi vì ở đây là chỉ sao? Chỉ khéo tùy phương mà mở cái giả danh là tha muội. Cái tha muội đó là giả danh thôi. Như thầy ông nói giới định huệ đó thật là bất khả tư nghì. Nhưng mà cái chỗ thấy giới định huệ của tôi á lại khác hơn. Thầy ông nói giới định huệ đó là bất tư nghì cũng là quá đáng khen rồi. Nhưng mà cái chỗ thấy giới định huệ của tôi lại khác hơn. Chí Thành thưa giới định huệ chỉ là một thứ, vì sao lại có khác? Tổ bảo thầy ông nói giới định huệ là tiếc người đại thừa, còn tôi nói giới định huệ là tiếc người tối thượng thừa. Tiếc người tối thượng thừa. Ngộ hiểu chẳng đồng, thấy có mau và chậm. Ông lắng nghe tôi nói cùng với kia có đồng hay chăng? Tôi nói pháp chẳng lìa tự tánh. Lục tổ là nói ngài nói pháp không có lìa tự tánh. Lìa thể mà nói pháp á thì gọi là nói tướng. Tự tánh thường mê, phải biết tất cả muôn pháp đều từ nơi tự tánh mà khởi dụng. Ấy là trên giới, trên định, là cái pháp trên giới, trên định, trên huệ. Hãy lắng nghe tôi nói kệ đây. Tâm địa vô phi tự tánh giới, tâm địa vô si tự tánh huệ, tâm địa vô loạn tự tánh định, bất tăng bất giảm tự kim cương, thân khứ thân lai bổn ta muội. Nói rằng ngay nơi đất tâm mình mà không có lỗi đó gọi là tự tánh giới. Ngay trong tâm tính mình mà không có những cái lỗi lầm đó gọi là tự tánh giới, chứ không phải đợi ra làm nói rồi mới gọi là giới. Tâm địa tức là đất tâm không si á gọi là tự tánh huệ, tức là ngay nơi bản tâm mình mà hằng giác hằng liễu á thì đó gọi là tự tánh huệ, chứ không phải dân làm những điều lành mới là huệ. Tâm địa không loạn thì là tự tánh định. Ngay nơi tâm mình mà không loạn gọi là tự tánh định. Ba cái chỗ này quý vị mà thiệt
để tâm mà nghiền ngẫm mới thấy hai bên khác nhau. Bên kia không làm các điều ác thì gọi đó là giới, phải không? Không làm các điều ác thì trong các điều ác mà mình làm là thân làm, khẩu làm. Thân và khẩu là cái tướng bên ngoài. Thân khẩu không làm điều ác gọi là giới. Còn đây tổ nói ngay nó trong tâm mình không có dí cái điểm ác, đó mới là giới. Chứ vừa dí điểm ác đó là đã phạm giới rồi. Thì hai cái quý vị thấy khác bao nhiêu? Cái là ngoài thân hành động, miệng nói năng mới gọi là phạm, hay mới gọi là ngừa tránh những điều ác thì mới gọi là giới. Còn ngay trong tâm mình mà ngừa không có dí niệm ác, đó là giới. Thành ra hai cái kia đi tận cái gốc, phải không? Cái này ở ngoài ngọn, cho nên nói là cái này là tướng, cái kia là tánh, rõ ràng như vậy. Rồi cái kia huệ là gì? Bên kia thì nó dân làm các điều lành là huệ, cũng là hành động, phải không? Nói và làm những điều lành đó là hành động, và cũng là cái tướng bên ngoài. Còn này ngay trong tâm mình hằng liễu liễu thường chi thì cái đó là huệ. Thì cái huệ đó, huệ sẵn ở trong tâm, cái huệ đó mới là thực huệ, phải không? Còn lựa điều lành mà làm á thì như vậy cái huệ đó là cái huệ của suy tư, của phân xét đó. Thì cái huệ đó là cái huệ của cái động bên ngoài. Thành ra cái đó mình mới thấy một bên về tướng, một bên về tánh. Tánh là đi thẳng trong cái cội nguồn của tâm, còn tướng là ở ngoài hành động của ngôn ngữ hành động. Rồi tâm địa vô loạn tự tánh định đó, ngay cái tâm mình mà không dấy loạn đó là định. Còn cái định kia là trụ tâm một cảnh, quán cái cảnh như nó quán tịnh á, quán tịnh để cho nó định. Thì như vậy lấy cái lặng lẽ đó làm cái cảnh để mình quán, thì như vậy cái định đó nó có cái cảnh bị quán và có cái người hay quán. Còn ngay tâm mình nó không loạn thì đó là định. Định đó là cái định chủ chứ không còn có cái năng sở nữa. Thì như vậy mình thấy đó là nơi lục tổ ngài chỉ thẳng cái chỗ tột cùng. Như vậy cho nên nói rằng cái kia là tiếp người đại thừa, đây là tiếp người tối thượng thừa. Như vậy quý vị mới thấy người đại thừa làm những điều lành, nói những điều lành cứu giúp người ta, nhưng mà cũng còn ở tướng. Còn tối thượng thừa là đi thẳng ngay nơi bản tâm. Cho nên nói pháp tối thượng thừa là pháp ngay nơi bản tâm, chứ không còn hình tướng. Ví dụ như đại thừa nói bố thí thì giới tinh tấn nhẫn nhục, đó là bên ngoài, thấy không? Còn tối thượng thừa này cứ cái gì cũng không lìa tâm tánh, ngay nơi tâm tánh mà ứng dụng tu, ngay tâm tánh mà sống, thì cái đó gọi là tối thượng thừa. Hiểu như vậy thì quý vị mới khỏi cái lầm lẫn, chứ không biết tại sao mà ngài lại nói ngài là tối thượng thừa, cái kia là đại thừa, cũng như hơi chê với chưa thấp hơn mình một tình, phải không? Nhưng thấp tại chỗ nào? Đó, tại bên kia ngoài tướng, còn đang nghiêng ngay trong tâm tánh, nó khác nhau chỗ đó. Như vậy để hiểu là cái pháp tối thượng thừa là pháp chỉ thẳng vào tâm tánh, chứ không phải là cái pháp ở bên ngoài. Rồi hai câu sau: chẳng tăng chẳng giảm tự kim cang, cái tự thể kim cang của mình là không thêm không bớt, vừa thêm vừa bớt, tức là bị tăng giảm. Mà tăng giảm tức là có sai biệt, có biến động, còn cái chỗ đó nó cứ như không tăng không giảm, thì cái thể đó gọi là kim cang. Thân khứ thân lai bổn tâm muội, nếu mà nơi tâm mình mà hằng không có thêm không bớt, không động không tịnh, thì như vậy dầu thân là đi tới đi lui đi qua nơi lại luôn ở trong cái chánh định, thì cái định đó mới không xuất không nhập đó, phải gọi là đại định. Còn mình ngồi lại kèm nó mới định, buông ra thì nó loạn, thì cái định đó có xuất có nhập, mà có xuất có nhập cho nên không phải là đại định. Dí Thành nghe bài kệ rồi hối tạ, bèn trình một bài kệ: ngũ quẩn quyển quá đó, quyển thanh quyển hà cứu cánh, hồi thú chân như pháp hoàng bất tịnh. Nói rằng cái thân năm quẩn này là cái thân quyển quá. Thân năm quẩn là thân quyển quá, mà cái quyển quá thì làm sao cứu cánh? Nếu tu mà ý cứu trên cái thân quyển quá tu thì làm sao cứu cánh được, thấy không? Đó. Thì như vậy nghe ngài nói rồi liền tỉnh ngộ. Ở nơi tổ thần tú á,
thì ngài thấy dạy về hình thức, tức là bắt ngồi nhiều thì cũng căn cứ trên thân, và bắt làm lành và giữ đừng có làm ác thì cũng căn cứ trên thân. Thì như vậy là trên cái thân ngũ quẩn, mà thân ngũ quẩn là thân quyển mà. Và căn cứ vào thân quyển để được cứu cánh, làm sao cứu cánh được. Rồi hồi thú chân như pháp là bất tịnh. Nếu mà mình còn sai lại để tìm chân như đó thì cái pháp đó là bất tịnh. Mình quán để cầu tịnh thì cái tịnh đó sẽ mất rồi, phải không? Cho nên ngài ngộ bốn câu kệ này, nói lên hai câu kệ trên là nói rằng căn cứ vào cái thân tướng mà tu á, thì đó chưa phải là cứu kính. Còn tìm chân như, còn quán tịnh á, đó trở thành là bất tịnh rồi đó. Thì như vậy là hiểu được ý của lục tổ. Lục tổ liền ấn khả đó, nhiên chi tức là ấn khả đó, lại bảo chí thành rằng thầy ông giới định huệ là khuyên dạy cái người tiểu căn tiểu trí, còn tôi giới định huệ là dạy cái người đại căn đại trí. Nếu ngộ được tự tánh cũng chẳng lập bồ đề niết bàn, cũng chẳng lập giải thoát tri kiến. Không có một pháp có thể được mới hay dựng lập muôn pháp. Nếu hiểu được ý này cũng gọi là Phật thân Phật, cũng gọi là bồ đề niết bàn, cũng gọi là giải thoát tri kiến. Người thấy tánh lập cũng được, không lập cũng được, đi lại tự do, không bị trệ ngại, ứng dụng tùy khởi tùy tác tùy việc làm. Thế rằng ứng dụng tùy theo việc, nói năng cũng tùy đáp, ứng ngữ tức là đáp lời nói hay là phát ra lời nói cũng tùy đó đáp. Khắp hiện quá thân chẳng có lìa tự tánh, liền được tự tại thành thông du hí tam muội, ấy gọi là kiến tánh. Ngài Chí Thành lại thưa rằng thế nào là chẳng, cái nghĩa chẳng lập. Tổ bảo tự tánh nó không lỗi, không si, không loạn, niệm niệm là bát nhã quán chiếu, thường lìa pháp tướng, tự do tự tại, tung hoành tức là ngang dọc trọn được, có cái gì mà nên lập. Tự tánh tự ngộ, đốn ngộ và đốn tu cũng không có thứ lớp. Sở dĩ lập tất cả pháp, các pháp là lặng lẽ, có cái thứ lớp gì. Ngài Chí Thành liền lễ bái, nguyện làm cái người hầu hạ sớm chiều không dám lười mỏi. Lúc này quên về trình lại thầy. Nghe hiểu rồi thôi ở hầu luôn à, không có về trình lại trong thầy. Thì như vậy chúng ta mới thấy tổ dạy thật là thấu đáo. Ở đây tôi lặp lại cho quý vị thấy cái chỗ mà tổ nói. Tổ nói rằng như là căn cứ ở trên cái tự tánh mà tu, hay là ngộ tự tánh mà tu á, thì cái đó không lập bồ đề, không lập niết bàn, không lập chân như giải thoát gì hết. Tại sao không lập? Bởi vì ngay cái thể đó, mình thấy được cái thể đó nó là như vậy thôi, nó không có tên, thấy không? Thì cái thể đó nó như vậy thôi, cho nên nó không tên, bởi không tên cho nên không lập. Nhưng mà rồi cũng tùy duyên, người ta muốn cho ta hiểu thôi, lập chân như bồ đề niết bàn cũng được. Cho nên lập cũng được, không lập cũng được. Còn người học đạo không hiểu, cứ chấp theo danh tự, cứ chấp bồ đề niết bàn chân như, nghe tổ nói sao đó không có tên, cái mình giật mình. Ủa, như vậy chẳng có gì sao, phải không? Đó, hiểu thì lập cũng được, không lập cũng được. Còn không hiểu, lập quen rồi, buông cái quả hốt. Đó. Nghe nói là chỗ đó không có chân như, không niết bàn, không gì hết. Nghe nói vậy cái quảng hốt lên, à như vậy thì tu tới đó hết rồi sao? À, mà không ngờ khi mình thấy được cái thật, thì cái thật đó là nguyên nó không tên. Mà sở dĩ có tên là tùy duyên lập để mà cho người ta hiểu thôi. À, chứ đâu phải cái tên đó là thiệt. Cũng như tất cả quý vị ở đây, bản chất của quý vị là như vậy. Còn cái tên của quý vị đó là sao? Mỗi người mang cái tên đó, thì cái tên đó là do cái bản chất của quý vị nào thành cái tên, hay là cái tên giả đặt ở ngoài? Tên là cái giả đặt ở ngoài.
Còn cái bản chất quý vị là quý vị à, phải không? Nó thân là cái Phật ở bên ngoài. Rồi khi đó nói tới quý vị thì nó à cái người như vậy. Thôi mà không nói tên, không nói tên người ta thấy như khó hiểu. Chứ mà sự thật cái bản chất đó là như thế. Thấy được như vậy thì biết như vậy. Còn cái tên chỉ là một cái giả danh để giảm sạch. Người A khác với người B, phải không? Người C khác với người D vân vân. Nó là mỗi cái người khác nhau trên cái danh tự. Chứ còn bản chất của mỗi người thì tự là mỗi người, chứ nó không có tên đó. Hiểu như vậy rồi chúng ta mới thấy tổ đi thẳng vào tâm tánh. Cho nên ngộ được tâm tánh đó rồi thì lập cũng được, không lập cũng được. Còn mình không ngộ tâm tánh đó à, nghe nói tu rồi để được bồ đề, nói tu không cần bồ đề cái quảng lên. Tại sao tu không cần bồ đề? Không cần bồ đề là tu chi vậy à, chứ không ngờ đến được cái chỗ đó rồi cái tên không còn quan trọng nữa à. Thì như vậy để chúng ta hiểu cái chủ yếu của tổ dạy. Cho nên người mà được đi tới chỗ đó rồi thì nói rằng đi lại tự do, rồi không có bị trệ ngại, ứng dụng thì tùy sở tác chứ không có cái gì. Còn nếu mà ai hỏi liền đó mà đáp, chứ không có cần phải suy nghĩ lâu dài nữa. Nếu nhận được cái đó rồi thì không có nói chặt. Còn mình bây giờ suy nghĩ nói cho chúng rồi cũng chặt tốt à. Bởi vì cái mình không thấy, phải không? Cái mình không biết. Sử dụng người ta hỏi tự tánh mình sao? Chứ mình suy nghĩ hồi chắc tự tánh thế này, chắc tự tánh thế kia. Mà mình nói ra càng nói thì càng chặt. Bởi vì mình không thấy. Còn thấy là người ta nói cách nào cũng được. Có khi nạt, có khi hét, có khi làm gì mà cũng trúng hết trơn. Hiểu mà thấy cái tự tại của các ngài. Mà nếu hiểu được trở về tự tánh rồi á, thì tự tánh mình là bát nhã. Mà đã bát nhã thì nó là không si, nó là không loạn, nó là không có lỗi à. Vì vậy cho nên nói nó không có những cái lỗi đó, mà nó không có mắc kẹt với các tướng. Cho nên nó thường lìa pháp tướng à. Như vậy nếu ai mà đạt được tới đó thì tung hoành tự do, không có. Như vậy thì cái chỗ đó là cái chỗ tu, nó không có nói gì là thứ lớp được hết, phải không? Ngay nơi đó là cái thể đó, nó là không có giới niệm xấu thì cái đó là giới à. Còn nó hằng sáng trước thì đó là huệ à. Rồi nó yên lặng thì đó là định, chứ không có thêm cái gì bên ngoài hết. Thì như vậy cái người tu thường nói tu phải giới định huệ. Mà nếu mình hướng về tự tánh thì tự tánh chúng đầy đủ giới định huệ, có thiếu có sót cái gì đâu. Mà đa số người thì cứ lập cái giới tướng cho đó là tối thượng, mà quên ngay cái bản tánh. Nếu người nào giữ không bao giờ suốt ngày không giới niệm ác thì người đó có giữ giới chưa? Thì như vậy những cái giới tướng mà Phật chế ra đối với người đó cũng là dư rồi, phải không? Đó. Còn nếu người đó họ hàng ngày, hàng giờ họ hàng sáng suốt không có mờ, không tối thì đó là huệ rồi. Còn tâm họ hàng lặng lẽ đi đến là ngồi mà vẫn lặng lẽ, đó là đỉnh rồi. Lửa là bắt ngồi mới đỉnh, phải không? Thì hiểu như vậy thì mình thấy giới định huệ nó sẵn nơi bản tâm. Nếu người biết tu thì cứ hướng về đó mà sống thì lúc nào cũng có đủ giới định huệ. Còn không biết mình cứ chạy theo giới tướng, mà chạy theo giới tướng tỉ dụ có cái giới nào mà giữ được cái mình sầu khổ, phải không? Mình sầu khổ. Tỉ dụ như giờ tôi nói giả dụ như cái giới gần nhất là tỳ kheo, không rời ba y. Mà giả sử thì có người bây giờ đi đâu đó mà có lý do đi gấp mà không có đem đủ ba lá y, cái rầu buồn sao mình phạm giới rồi, mất y rồi, phải không? Đó. Còn nếu mà mình hướng về giới tánh mà sống đó, thì thấy mình nhẹ nhàng thảnh thơi, nghĩa là luôn luôn giữ tâm không giới niệm ác thì đó là giữ giới. Thì như vậy thì nó thảnh thơi, mà ai tu cũng được, xuất gia tại gia gì tu cái đó cũng được hết, phải không? Đó vì vậy mà tổ nói rằng nó là tại gia xuất gia gì cũng tu được hết, chứ không phải là đợi xuất gia mới tu. Đó là cái chủ yếu của luật tổ. Thì như vậy ngài Chí Thành nghe cái những cái lời dạy này, cái ngài nó là ngộ được, cho nên là đảnh lễ một lần nữa và ở hầu luôn, không có biết mỏi mệt. Rồi tiếp đến Chí Tăng Chí Triệt quê ở Giang Tây, họ Trương tên là Hành Sướng. Thời nhỏ
y là một nhà hiệp khách. Nhậm hiệp đó tức là một hiệp khách đó. Từ khi mà có chia ra hai cái tông Nam Bắc, hai tông, hai vị tông chủ tuy thì quên bỉ ngã mà đồ chúng ở dưới thì nó cạnh tranh nhau, yêu ghét, đua nhau mà yêu ghét. Khi đó đệ tử của Bắc tông á thì tự lập ngài Thành Tú làm tổ thứ sáu, mà kỵ lục tổ được truyền y, mọi người đều nghe, mọi người đều nghe, cho nên mới dạy hàng trước đến thích khách lục tổ. Quý vị thấy tu mà không còn có những cái như vậy thì thấy rằng giữ giới mà đi giết tổ thì như vậy sao? Cho nên thiệt ra nhiều khi mình ái pháp quá mà thành bệnh nặng đó, tức là mình quý ông thầy mình muốn đưa ông thầy mình lên, mà rồi có ông thầy khác hơn ông thầy mình cái mình chịu không nổi, chịu không nổi rồi trở thành mình là người ác đó, để đi giết. Cho nên cái chuyện đó là một cái tâm định của người tu. Đến thiết khách tổ thì tổ trong tâm thông dự biết cái việc đó, nên liền để 10 lượng vàng ở dưới tòa. Tổ cũng có vàng nữa. Khi đó ban đêm thằng trướng vào trong thất tổ toàn muốn hại tổ, thì tổ liền đưa cái cành tổ ra đó. Thằng trướng liền quơi kiếm ba lần, quơi kiếm chặt ba lần đó. Muốn hại là đưa cổ ra cho chặt, mà đưa cổ chặt ba lần sẽ không được, phải đều không có thương tổn. Tổ bảo cái kiếm chánh thì nó chẳng tà, còn cái kiếm tà thì nó chẳng chánh, chỉ mắc nợ vàng của ông chứ không mắc nợ mạng của ông. Thằng trướng hoảng hốt là té xỉu, dây lâu rồi mới tỉnh. Khi tỉnh dậy, ông cầu xin sám hối, liền nguyện xuất gia. Tổ liền cho vàng bảo ông hãy đi, e đồ chúng nó trở lại hại ông. Ngài sợ đồ chúng nó hay rồi, nó chạy ra hỏi người này người nào, dứt không tích thì nó đánh đập rồi nguy hiểm. Để thôi đi, ngài sợ đồ chúng nó hại ông. Ông có thể một ngày khác, chữ này là chữ dịch đó, đổi cái hình dáng mà trở lại, tôi sẽ nhận ông. Nhận ông. Nghĩ thiệt ra lòng đại từ đại bi không thể kể hết. Mình mà có ai hại mình như vậy, mà hại mình mà không chết rồi, nếu mình không đánh đuổi đi thì bước rồi, để mặc đi đâu rồi đi, phải không? Còn cái này còn đem cho vàng, cho vàng rồi biết đi đi, rồi chừng nào đổi hình dáng lại thì trở lại ta độ cho. Thì như vậy thì hết sức là từ bi. Sở dĩ từ bi được như vậy là tại ngài thấy được cái nguyên nhân, cái quả báo từ đời trước nợ nần với nhau, sau đó họ thấy rõ cho nên không lầm. Rồi biểu khi khác lại trở lại, thằng trướng liền vân dại giữa đêm liền trốn đi. Thì sao rồi mới làm xuất gia làm tăng, thọ giới cụ túc, chuyên tinh cần tu hành. Một hôm ông nhớ lại cái lời của tổ, từ xa đến để ra mắt tổ, lễ ra mắt tổ. Tổ bảo tôi nhớ ông đã lâu, sao ông đến muộn vậy? Thật là chính cái này, nếu không phải là thánh thì không ai nói được cái lời này. Cái người mà hại mình mà họ trở lại để cho mình độ, thì chừng nào trở lại lễ năm lần mười lượt thì mình còn tiếp, phải không? Chứ đâu có nói tôi nhớ ông, tôi trông ông đã lâu mà sao ông tới muộn vậy.
Thì như vậy thật là cái lòng đại bi không còn có bờ mé nào kể cho hết. Vô hại mình mà lòng độ họ mình cũng không có bỏ, cũng không có quên, thì đó là mới thực là đại bi đó. Thì ông Hành Sướng ông mới thưa, trước nhờ ơn hòa thượng xả tội, ngày nay tuy là xuất gia khổ hạnh mà trọn khó mà đền đáp cái ân đức được, còn có mong gì được truyền pháp độ sanh hư. Chỉ hành cho nó khổ hạnh để mà đền cái tội ngày trước, chứ có mong gì mà được ngài truyền pháp độ sanh, nghĩa là không có hy vọng đó. Đó, ông thương vậy rồi, ông nói đệ tử thường xem kinh Niết Bàn, chưa hiểu được cái nghĩa thường và vô thường, cúi xin hòa thượng từ bi lược vì giải nói. Tổ bảo vô thường đó tức là Phật tánh, còn hữu thường đó tức là tất cả pháp thiện ác, thân cái tâm phân biệt vậy. Nói vậy mà ai không nghi, thấy không? Trong kinh Niết Bàn thì nói rằng Niết Bàn là thường, còn các pháp là vô thường. Mà bây giờ hỏi thì ngài nói thường đó là cái gì? Phật tánh là vô thường, còn các cái pháp thiện ác tâm phân biệt đó là thường. Làm sao mà không nghi được? Hành Sướng thưa rằng hòa thượng nói pháp rất là trái với văn kinh. Tỏ bảo ta là được truyền tâm ấn của Phật, đâu có dám trái với kinh Phật. Hành Sướng thưa kinh nói Phật tánh là thường, hòa thượng lại nói là vô thường, còn các pháp thiện ác cho đến cái tâm bồ đề đều là vô thường, hòa thượng lại nói là thường. Đây tức là trái nhau, khiến cho học nhân càng thêm nghi ngờ. Tỏ bảo kinh Niết Bàn tôi thời xưa có nghe bà Ni Vô Tận Tạng đọc một lần, liền vì bà mà nói không có một chữ một nghĩa nào mà không hiểu cái văn kinh, cho đến vì ông nói cũng chọn không có hai thuyết. Thì ông Hành Sướng thưa học nhân cái thức lượng nó cạn tối, cuối mong hòa thượng vũ cái lòng từ bi khai thị. Tỏ bảo ông biết chăng Phật tánh nếu thường á thì lại nói cái gì là thiện ác các pháp, cho đến cùng kiếp không có một người phát tâm bồ đề. Cho nên tôi nói là vô thường. Nếu mà Phật tánh thường á thì làm sao nói rằng các pháp cho tự tánh mà sanh, là tự tánh tức là Phật tánh, mà nó thường nó đâu sanh các pháp. Tại sao mà nó sanh các pháp tức là vô thường đó. Rồi cho tới không ai, từ cùng kiếp không ai phát bồ đề tâm, mà có phát bồ đề tâm tức là vô thường mới phát bồ đề tâm. Nếu là mình có ác rồi bây giờ mới phát tâm lành, rồi nếu mình lành luôn thì có phát tâm lành chi nữa, phải không? Thì như bây giờ tất cả chúng ta nói là tôi mới phát bồ đề tâm để mà học đạo, thì như vậy mới phát bồ đề tâm thì cái đó là bởi trước không có bây giờ có, mà trước không có bây giờ có là vô thường, vô thường sao được. Thì cho nên tôi nói vô thường mà chính là cái đạo chân thường của Phật nói. Bởi vì quý vị nên hiểu rằng Phật nói Phật tánh là thường, là y cứ trên cái thể mà nói. Còn tổ nói vô thường là y cứ trên cái dụng mà nói. Để nói như vậy thì ổng nghe trong kinh Niết Bàn nói thì ổng quen cách theo cái thể rồi. Bây giờ tổ nói cái dụng để ngược lại cho ổng thấy, nói thể nói dụng đó là phương tiện, nó không có thiệt. Đó là cái lối khéo của tổ. Là tất cả các pháp
Nếu là vô thường á, tức mỗi vật đều có tự tánh, dung thọ sanh tử, mà cái tánh chân thường có cái chỗ bất biến. À, Ngài nói tất cả các pháp nó là nếu nó vô thường á, thì khi mà nó có mỗi vật mà mỗi vật đều có tự tánh, thì tuy là thọ nó có nhận sanh tử, có biến hoại, nhưng mà trong đó vẫn có một cái thường. Bởi vì có cái tánh thường cho nên mới hiện ra được nó. Cũng như chúng ta có thể tạm ví dụ rằng như là làm thành bình, thành nồi, thành cà ràng, ông táo, vân vân, là từ cái gì? Từ đất. Thì như vậy bình, cà ràng, ông táo, lưu hũ gì đó, khi có hình có tướng, mà có hình có tướng thì sao? Thì phải hoại, phải bể. Nhưng rồi cái hình tướng nó bể mà đất nó có mất không? Thì bây giờ tạm nói tất cả những cái hình tướng đó là vô thường, nhưng mà nó có cái đất là thường, phải không? Dù hồi chưa làm thành bình đất cũng là đất, bây giờ nó rã nó bể ra thì đất cũng trở về đất, thì đất có đổi thay gì đâu, chẳng qua đổi thay là đổi thay cái hình tướng của lưu hữu này kia. Đó là tạm ví dụ. Thì Ngài nói cũng vậy, tất cả các pháp sinh ra tuy hình tướng là vô thường, nhưng cái thể nó có cái chân thường ở trong á. Vì vậy cho nên Ngài nói thẳng về thể nó là thường. Hồi nãy về Phật tánh á, thì Ngài trong kinh nói Phật tánh là thường, là đứng về thể, thì Ngài ngược lại, Ngài nói về cái dụng. Cho nên Ngài nói Phật tánh là vô thường. Nhưng nếu mà cái thể nó là thường vậy, tại sao lại có sanh thiện ác, rồi tại sao lại có phát bồ đề tâm vân vân? Mà nếu có sanh thiện ác, có phát bồ đề tâm, tức là vô thường rồi. Thì cái đó là người ta chỉ nhận được cái thể trong kinh nói, mà không nhận được cái dụng. Cho nên Ngài liền lấy cái dụng để cho người ta hiểu cái thể. Thể dụng là đối lập để mà phương tiện giáo hóa. Còn đây người ta chấp trên cái tướng, cái dụng là vô thường, thì Ngài nói có cái tánh thường. Đó là cái lối khéo nói của Ngài. Cho nên tôi nói là thường chính là Phật nói cái nghĩa chân thật vô thường. Phật chưa, vì phàm phu ngoại đạo, chữ tỷ là chưa đó, Phật chưa vì phàm phu ngoại đạo chấp tà thường, còn các hàng nhị thừa thì chấp thường, thường mà chấp là vô thường, cộng thành tám thứ điên đảo. Đối với cái giáo lý liễu nghĩa của kinh Niết Bàn, trong cái giáo lý liễu nghĩa Niết Bàn, phá cái thiên kiến kia mà hiển bày cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nay ông y theo lời nói mà trái với nghĩa, do dùng cái đoạn diệt vô thường và xác định cái tử thường mà lầm hiểu cái nghĩa viên diệu tối hậu lời nói, như là hồ nhiệm viên diệu tối hậu của Phật. Thì dù có che 1000 biến kinh thì có cái lợi ích gì? Hành trước bỗng nhiên đại ngộ, liền nói kệ rằng đó. Ở đây tôi giải thích đoạn này trước rồi hãy nói bài kệ của ổng sau. Mà quý vị mới thấy, đối với tổ thì tổ chỉ nói rằng xưa Đức Phật vì phàm phu và ngoại đạo, hai cái chấp, phàm phu có 4 cái điên đảo, ngoại đạo có 4 cái điên đảo. Phàm phu có 4 cái điên đảo là gì? Tức là trên cái thân này là vô thường, thấy không? Trên thân ngũ uẩn là vô thường, mà mình chấp sao? Mình chấp là thường. Thưa quý vị, hiện giờ mình có chấp nó thường không? Có không? Ai cũng biết thân này vô thường hết thì đâu có chấp thường. Có chấp không? Sao không dám nói mạnh chùm tôi coi.
Nếu ai cũng thấy nó vô thường thì lúc nào mình cũng phải có cái niệm này, sống trong mạng, sống hơi thở, trong hơi thở, lúc nào cũng phải thấy như vậy. Nhưng mà mình có thấy vậy không? Mình còn tính kế trăm năm không mà, hay sao? Phải tính kế trăm năm cho nên mình thấy nó thường. Đó. Tính năm nay tôi làm gì, năm tới tôi làm gì, năm tới tôi làm gì, tôi tính như vậy, không phải thấy nó thường là gì? Thấy không? Thế nếu mà biết nó vô thường thì không còn nó tính kế trăm năm đó. Đó. Mà còn tính kế trăm năm trước là thấy nó thường, rõ ràng vậy. Hiểu trên lý thì mình nghe Phật nói vô thường thì cũng hiểu vậy, hiểu rồi để đó, nhưng mà còn tính kế trăm năm không à? Thấy không? Về nhà tính là năm nay tính làm gì nè, năm tới làm gì, năm tới nữa làm gì, như vậy thì đâu thấy nó vô thường đó. Cho nên thấy nghĩa là dường như chúng ta không có chấp, mà sự thật chúng ta luôn luôn chấp thân là thường ha. Thân vô thường mà chấp là thường, đó là cái điên đảo thứ nhất. Rồi cái điên đảo thứ hai, đã là vô thường á thì nó là bại hoại, nó là đổi thay, cho nên gọi là khổ. Mà mình thấy nó vui không à? Nghĩa là thấy lúc nào cũng vui. Mà quý vị kiểm lại cái một ngày mình vui được bao nhiêu giờ? Nếu nói vui á thì có thể chúng ta kiểm lại một ngày, cao lắm là chúng ta vui được 12 tiếng, là vui được 4 tiếng là tối đa, chứ không bao giờ vui được trọn 12 tiếng đâu. Thấy không? Như vậy thì cũng được 1/3 chứ không có tới phần nửa nữa. Mà đó tôi nói nhiều đó, chứ chắc rằng chừng dài tiếng đồng hồ, cộng lại một ngày gom lại chừng dài tiếng đồng hồ, chứ không có được nhiều. Như vậy thì bởi vì nó là vô thường cho nên rất là khổ, chứ không phải là vui, mà mình lại tưởng nó là vui. Cho nên mở miệng ra lúc nào cũng là hạnh phúc này kia kia nọ đó. Thì đó, vô thường mà tưởng là thường, khổ mà tưởng là lạc đó, đó là cái điên đảo thứ hai. Rồi cái thứ ba là gì? Bất tịnh tưởng là tịnh. Thân mình nhơ nhớp mà mình có nghĩ nó nhơ nhớp đâu, phải không? Có ai lúc nào cũng nhớ thân mình nhơ nhớp không? Tắm rửa rồi chải đầu ra thấy mình cũng sạch dữ, thấy không? Cũng đẹp, cũng sạch sẽ. Thì như vậy thì cứ lúc nào cũng thấy mình sạch, cho nên lỡ ai chê mình dơ cái là nổi giận liền. Nếu mà biết mình dơ thì họ chê mình dơ, mình có giận đâu, thấy không? Mình biết rõ nói đó là đúng sự thật, mà họ nói mình dơ là mình giận, tức là mình nghĩ mình sạch, cho nên họ nói ngược với mình tức. Như vậy cho nên một là nói mình nhơ nè, hai nói mình hôi hám này vân vân, mình có chịu không? Nếu mình không chịu thì tức là mình chấp mình sạch rồi, thấy không? Hay như vậy thì quý vị có chấp không? Nghĩa là ai mà nói chà cái ông đi ngang hôi chịu không nổi, mình có vui không? Hay là ông đó ông nhơ rớt quá, mình có vui không? Nếu mình vui thì đó là mình thấy nó nhơ. Còn nếu mình không vui tức là mình thấy nó sạch đó. Mình thấy nó sạch mà ta nói nhơ mình mới tức, phải không? Cũng như mình thấy nó phải mà ta nói quấy mình mới cãi, phải không? Chứ còn mình biết nó quấy, ta nói quấy thì có còn gì nữa cãi. Vì vậy cho nên hàng nhơ nhớp mà tưởng nó là sạch. Thì quý vị kiểm coi, trong tất cả trong nhà Phật thường nói mình có thất khiếu cửu quyệt á, tức là 7 cái lỗ hoặc là 9 cái lỗ đó, nó rịnh ra. Nếu trong này là sạch á thì những cái đó nó rịnh ra là sạch hết. Nhưng bây giờ mình thấy những cái rịnh ra nó sạch không? Rịnh ra lỗ mũi thì những cái ra lỗ mũi mình thấy sạch không? Rịnh ra lỗ tai thì những cái ra lỗ tai nó sạch không? Cho tới những khối gàn ra con mắt có sạch không? Đó là nó cái bề chứ còn bất thường. Cái thuốc đó mà mình còn không ưa nó nổi, còn là cái hạ thì thôi hết kể rồi đó. Thì như vậy những cái lỗ mà bất thường đó thông lên đó mà nó ra mình còn chịu không nổi, uống nữa là những cái mà cặn bã đi xuống rồi thôi. Thì như vậy mình nói nếu nó là sạch thì đâu có cái chuyện đó, thấy không? Mà rõ ràng như vậy đó, và cứ lúc nào cũng nghĩ sạch à. Không phải điên đảo là gì, nó trái với lẽ thật, thấy ngược chứ lẽ thật á. Rồi vô ngã tưởng là ngã, không có chủ tể, không có chủ tể mà tưởng là có chủ tể, tức là nói mình hả, cái gì là mình, đó là không chạy, thấy không? Như vậy thì kẻ tứ đại là thân sắc thịnh, hỏi tứ đại cái gì là mình cũng không nói được.
Rồi nếu nói là tinh thần thì thọ tưởng hành thức, hỏi cái nào là mình cũng nói không được. Thì như vậy do một hợp thể có cái gì chủ thể đâu. Một hợp thể tùy duyên hợp lại, rồi nhiều thứ hợp lại thành một cái khối. Thì tạm nói là mình mà chấp thiệt mình có cái chủ thể. Lúc nào nói tôi là tôi làm chủ. Nhưng mà thiệt ta có chủ được quá gì đó. Đó, thì như vậy để thấy bốn cái chấp nhà Phật ra đây, chấp điên đảo có phàm phu, vô thường chấp thường, khổ chấp là lạc, rồi bất tịnh thì chấp tịnh, rồi vô ngã chấp là ngã, bốn cái điên đảo của phàm phu. Rồi tới nhị thừa chấp sao? Thì nhị thừa thì thấy thân này là vô thường, thấy thân này là khổ, thấy thân này là bất tịnh, thấy thân này là vô ngã, thấy như vậy. Rồi ngăn cái đó cái các ngài hài lòng nó nhập niết bàn. Cho nên Phật nói như vậy cũng là bốn cái điên đảo. Tại sao điên đảo? Bởi vì tuy thân hình nó vô thường, nhưng mà trên trong cái vô thường đó nó còn có cái chân tánh thường. Đó. Cái thân này là khổ, nhưng mà trên cái chân tánh nó ngộ được, nó là lạc chứ không có khổ. Cái thân này tuy nó là bất tịnh, nhưng mà ngộ được cái chân tánh nó là tịnh chứ không phải bất tịnh. Cái thân này nó là vô ngã, nhưng mà chân tánh là chủ thể là ngã chứ không phải là vô ngã. Thì bây giờ tôi nói ví dụ như bây giờ quý vị nhận, khi nào quý vị nhận được cái liễu tri hằng của mình đó, thì hỏi cái đó tịnh hay bất tịnh? Nó là thanh tịnh, cho nên nó pháp thanh thanh tịnh, mà pháp thanh đó là ngã chứ gì, làm sao nó mất được đó. Thì như vậy nhị thừa thấy cái tướng như vậy rồi thấy đúng lẽ thật, đối với phàm phu các ngài thấy đúng lẽ thật, nhưng mà thấy đúng lẽ thật trên cái tướng mà không nhận ra được cái tánh, cho nên đó là cái điên đảo. Cái điên đảo thứ tư, bốn cái điên đảo của nhị thừa và bốn cái đảo của phàm phu cộng lại thành ra bát đảo. Đó, thất điên bát đảo đó, bát cái đảo là như vậy đó. Thì như vậy để chúng ta hiểu rõ rằng sở dĩ Phật nói pháp là vì phá cái chấp, từ phá cái chấp của nhị thừa, rồi phá cái chấp của phàm phu, rồi tới phá chấp nhị thừa, vì phá chấp đó để đưa tới cái niết bàn đầy đủ bốn đức thường lạc nghĩa tịnh. Đó là cái yếu chỉ của kinh Niết Bàn. Thì nghe tới đây thì ngài hành chướng ngài ngộ, cho nên ngài nói kệ: nhân thủ vô thường tâm, Phật thuyết hữu thường tánh, bất chi phương tiện giả, du xuân trì thập lịch, ngã kim bất thi công, Phật tánh nhi hiện tiền, phi sư tương thọ giữ, ngã diệt vô sở đắc. Bởi giữ cái tâm vô thường, cho nên Phật nói có cái tánh thường. Tức là giữ cái tâm vô thường là những hàng nhị thừa thấy cái pháp vô thường đó, thì Phật liền chỉ có cái tánh thường hay không. Không biết được cái phương tiện của Phật nói, ví như là mùa xuân nhảy xuống ao để mà mò gặp. Cái này là cái thí dụ trong kinh Niết Bàn. Kinh Niết Bàn có thí dụ để mà phân biệt nhị thừa với Bồ Tát. Nói rằng trong đó kể, nói là một mùa xuân nước trong trẻo, dưới cái hồ to nước trong trẻo, thì có một ông quan hay nhà vua mới dạo thuyền chơi. Khi bơi thuyền ở dưới hồ thì ông cầm một hòn ngọc, ông rửa thì sao chụp rớt xuống dưới nước. Khi rớt dưới nước rồi thì ông bảo những người ngồi trên thuyền á nhảy xuống mò hòn ngọc. Thì những người nhảy xuống cái nhắm mắt nhảy xuống cái quê mò cái gặp cái cục hòn gạch cứng cái nắm đưa lên nó được hòn ngọc rồi, dở ra là cục gạch. Như vậy đó, thì những người mò ngọc không được ngọc mà chỉ được gạch không à. Rồi tìm hoài không được. Rồi lúc đó có người trí, họ không có nhảy mò như mấy người kia, mà họ ngồi trên thuyền, họ chờ nước lóng trong lại. Khi nước lóng trong hết rồi họ thấy rõ cái hòn ngọc nó nằm ở chỗ nào.
Rồi họ từ từ cái nó lặn xuống nhẹ nhẹ nhẹ, nó đưa tay lên chỗ hòn ngọc, nó nóng cái đem lên, mới chừng đó mới được hòn ngọc thiệt. Đó. Thì nó xuân trì, trì thập lịch, tức là trì là cái ao, xuân là mùa xuân, thập lịch tức là lượm hòn gạch. Nói hàng nhị thừa, giống như mấy cái ông mà nhảy ùm xuống lượm gạch vậy đó, đưa lên là ngọc. Là bởi sao? Bởi vì các gì đó là gốc chỉ nhảy xuống rồi cứ nghĩ rằng dưới đó có ngọc, nhảy ùm xuống lượm được cái gì thì tin cái đó là ngọc đưa lên. Nhưng mà tới từng thật sự thấy ra thì không phải là ngọc, mà lầm tưởng là ngọc. Chỉ có những người khôn ngoan như những vị Bồ Tát không có vội vàng, mà để yên tĩnh rồi thấy rõ hòn ngọc ở đâu, từ từ lượm nó đem lên thì mới đó là hòn ngọc thiệt. Đó là để nói Bồ Tát các ngài nhận được Phật tánh, thấy được Phật tánh rồi mới tiến tu, đi tới cái chỗ mà giác ngộ không có lầm. Còn kia không thấy nghe Phật dạy à, phải tu thế này được định thế kia được định, các ngài ào vô đó tu, tu rồi được định cái hài lòng à, mình được cái đó rồi, mà không ngờ chưa đúng sự thật à. Cho nên người không hiểu được phương tiện của Phật thì cho nên mới chấp như là mùa xuân nhảy ào xuống ao mà lượm gạch vậy. Nay tôi chẳng cần cái thực hiện công phu mà Phật tánh được hiện tiền. Nếu không phải thầy chỉ dạy cho thì tôi cũng không thể nào được. Tỏ bảo nay ông mới là triệt vậy, vậy nên đặt tên ông là Chí Triệt. Chí Triệt liền lễ tạ mà lui. Đây tới ngày thành hội, có một chú bé đồng thử, tức là chú bé tên là Thành Hội ở Nhượng Dương, họ con nhà họ Cao, mới có 13 tuổi, từ chùa Ngọc Tuyền đến tham lễ tổ sư, thưa rằng, nó tỏ hỏi rằng quý vị thấy lục tổ ngài đủ phương tiện thiện tri thức từ xa đến, thì gian tanh tức là nhọc nhằn cay đắng, lại đem được cái gốc đến chăng? Nghe làm ông điệu mới 13 tới, từ trường học tiền tới lễ ngài, ngài nói thiện tri thức từ xa nhọc nhằn đến, lại có đem được cái gốc đến chăng? Nếu có gốc thì nên biết được ông chủ, thử nói xem. À, đem gốc được chăng? Nếu có gốc là biết ông chủ, giờ thử nói ông chủ coi. Thành Hội thưa, lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Thì thấy cái ông Sa Di này cao bộ chính quả rồi, tổ liền mới chiếc phục. Tổ bảo cái ông Sa Di này đâu nên nói như thế. Đâu nên nói thế tổ quả. Nghe Thành Hội liền hỏi, hòa thượng tọa thiền lại thấy thì chẳng thấy. Tức là hòa thượng tọa thiền là thấy tánh hay không thấy tánh? Sao rõ ràng là trẻ con. Nếu không thấy tánh là sao được truyền y làm tổ? Thấy thế cho nên lâu lâu cũng hiện cái trẻ con. Nào bây giờ tổ mới ra ngoài. Tổ liền cầm cái gậy đập 3 gậy, hỏi tôi đánh ông đau hay chẳng đau? Mà ngài Thành Hội chỉ là thứ cười, cũng đau mà cũng chẳng đau. Giả sử giờ mà thấy chú Sa Di mà tự đánh 3 gậy hỏi đau chẳng đau thì chỉ khóc thôi chứ còn nói gì nữa. Mà ngài dám nói cũng đau mà cũng chẳng đau. Tổ bảo tôi cũng thấy cũng chẳng thấy. Thành Hội hỏi thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy? Tổ bảo tôi, cái chỗ thấy của tôi đó, thường thấy những cái lỗi lầm nơi tâm mình mà không thấy lỗi lầm xấu ác của người khác, lỗi lầm xấu ác của người khác. Bởi vì ông Sa Di cho nên phải dạy như vậy đó. Tôi, ông hỏi tôi thấy không thấy, bây giờ tôi nói tôi thấy mà tôi không thấy. Nói thế nào cũng thấy cũng chẳng thấy. Nếu tôi thấy là tôi thấy những lỗi lầm của tâm mình, mà không thấy cái lỗi lầm và quấy ác
xấu ác của người khác. Ấy là do cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Ông nói cũng đau cũng chẳng đau là thế nào? Ông nếu chẳng đau thì đồng như cây cỏ, còn nếu ông đau thì đồng với phàm phu, tức là khởi sân hận. Ông nhầm về trước thấy chẳng thấy là hai bên, ông hướng về trước thấy và chẳng thấy là hai bên, đau chẳng đau là sanh diệt. Ông tự tánh chẳng có thấy, hãy giả lại chẳng thấy mà dám đùa với người. Quả nặng rồi, thần hỏi liền lễ bái sám hối. Ở lại nói, tâm ông nếu mê thì không thấy, thì chẳng thấy thì hỏi thiện tri thức để mà tìm con đường. Còn tâm ông nếu ngộ thì tức tự thấy tánh, y pháp tu hành. Ông tự mê không thấy cái tâm mình mà trở lại hỏi ta, thấy cùng chẳng thấy, ta thấy thì tự biết, há thay cái mê cho ông. Còn ông nếu tự thấy cũng chẳng có thay được cái mê cho ta, sao chẳng tự biết tự thấy mà hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. Vỡ một đợt nữa, thành hội liền tái lễ hơn trăm lại. Bởi vì có lẽ ngài cũng hơi hiểu hiểu, mới 13 tuổi nhưng thông minh, cũng hơi hiểu hiểu, cho nên tới lễ tổ thì nói nghe cái vẻ cũng hơi kích quả, cho nên hãy lấy cái gì làm gốc, vô trụ làm gốc, thấy là chủ, nói cũng na ná rồi. Cho nên rồi muốn hỏi ông thầy mình hỏi rồi coi ông thấy tánh hay không, và thượng ngồi thiền có thấy tánh thì không thấy. Hiện ra cái tướng con nít đó, cái vị ngài ra ngoài đập cho ba gậy. Nhưng mà người xưa thiệt dám đi hỏi đạo là dám chết sống, cho nên khi đánh là đánh, khóc không khóc, cứ dẫn đối đó. Còn mình bây giờ nếu bị đánh như vậy khóc mướt rồi. Đó là cái chỗ mà đặc biệt. Rồi từ đó cái lễ tạ sám hối hơn 100 loại rồi. Rồi liền siêng năng hầu hạ không rời hai bên. Tức là luôn luôn hầu hạ tổ. Một hôm tổ bảo với chúng rằng, tôi có một vật không đầu không đuôi không tên không danh không tự, không linh không mạc, các người lại biết chăng? Ngài thần hội liền đi ra nói rằng, ấy là bổn nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Bởi vì trả mà hiểu là nói chứ không có chịu nổi, còn tin chịu không nổi. Nghe nói cái đứng ra nói liền, ấy là bổn nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Tổ bảo, tôi đã nói với ông không tên không danh không tự, ông liền kêu là bản nguyên là Phật tánh. Ông nhầm đi lấy cỏ tâm mà che đầu, chỉ cũng chỉ là thành cái hạng tông đồ của chi giải, rồi cũng mang danh mang tự thôi. Bởi vì danh tự cũng như là một mớ cỏ che ngoài đầu, chứ không phải là cái thật. Phải thấy cái thật đó chứ đừng có dùng danh tự. Sau khi tổ diệt độ, ngài thần hội mới vào kinh lạc, tức là kinh đô, để mà hoằng truyền cái đốn giáo Tào Khê. Ngài viết cái bộ Hiển Tông Ký rất là thạnh hành ở đời, sau này gọi là Đại Sư Hà Trạch đó, hay là Thiền Sư Hà Trạch. Tổ thấy các cái tâm đều nạn vấn nhau, đều khởi ra cái tâm ác, phần nhiều nhóm ở dưới tà tòa của tổ. Ngài thương mới bảo rằng, người học đạo, tất cả cái niệm thiện, niệm ác, nên phải dẹp sạch, không có tên có thể gọi. Tên ấy gọi là tự tánh, không tên có thể gọi, đó mới gọi là tự tánh.
cái tánh không hai ấy gọi là chân thật hay là thật tánh. Xem cái thật tánh này dựng lập tất cả giáo môn, nghe lời nói liền phải tự thấy, các người nghe nói phải đều làm lễ thỉnh ngài làm thờ ngài làm thầy. Bởi vì có những cái người quen ở các tông phái như là thiền thì có nam có bắc, hoặc là tịnh hoặc là mật hoặc là không tông vân vân, đều nhóm họp với tòa của ngài. Ngài thương họ vì họ cũng còn công kích nhau, cho nên ngài mới bảo tất cả biết rằng còn có một niệm thiện niệm ác cũng phải là dẹp. Cái không tên có thể gọi đó, cái đó mới là gọi là tự tánh. Chứ mình còn nói ở đây là đốn, kia là tiệm, đây là không tông, kia là hữu tông vân vân, còn chấp và danh tự chưa phải là cái thật ấy mới gọi là thật tánh. Cho nên cái thật tánh đó dựng lập các giáo môn thì ngay nơi đó mà mình phải thấy được cái tự tánh, chứ đừng có nên chấp. Thì những vị đó nghe rồi hiểu đều kính thờ nhà làm thầy.